Sáng nay, tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức tập huấn và ra quân các đội tiếp sức mùa thi năm 2024. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, tỉnh đoàn Bình Dương đã huy động gần 1.000 sinh viên tham gia đội hình tiếp sức mùa thi. Các tình nguyện viên được phân bổ thành 19 đội, thực hiện nhiệm vụ tại 28 điểm thi với các hoạt động hậu cần tuyên truyền. Đến thời điểm này, các tình nguyện viên đã sẵn sàng tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh trước kỳ thi trung học phổ thông quan trọng này. Chúng em đã sẵn sàng để chuẩn bị tiếp sức cho các bạn thí sinh, các bạn học sinh trong mùa thi sắp tới. Bên cạnh đó, để khuyến khích và động viên các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh đoàn Bình Dương đã trao 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho thí sinh vượt khó học tốt. Với sự đồng hành của các cơ quan doanh nghiệp, tỉnh đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ các nhu yếu phẩm về 28 điểm thi chính thức, gồm nước suối, khăn lạnh, thùng sữa, áo và nón nhằm hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi. Đoàn phường Lái Thiêu còn chuẩn bị các dụng cụ học tập và áp tác địa lý, đặc biệt là những cái máy tính Casio cầm tay để hỗ trợ cho các bạn, phòng trường hợp các bạn để quên. Chúng mình sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn trong cái kỳ thi này. Hiện tại tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các tình nguyện viên đã sẵn sàng kề vai sát cánh cùng các sĩ tử vượt qua kỳ thi quan trọng để hoàn thành ước mơ của mình.